Ông cha ta đã có câu, có thực mới vực được đạo. Những gì đang diễn ra trên thế giới càng cho thấy tầm quan trọng của việc các nước ASEAN tự chủ được sản xuất lương thực. Vốn là đất nước có diện tích đất trồng trọt rất khiêm tốn, 90% lương thực phải nhập khẩu. Việc đứt gãy chuỗi cung ứng do đại dịch Covid-19 cho thấy rõ Singapore là một trong những nước dễ bị tổn thương nhất về an ninh lương thực. Chính vì vậy, nước này đang đẩy nhanh chiến lược phát triển nông nghiệp công nghệ cao nhằm tạo ra nhiều lương thực hơn một cách hiệu quả và bền vững. Những ánh đèn LED màu hồng có thể khiến người ta liên tưởng đến khu đèn đỏ của Amsterdam, Hà Lan. Nhưng đây lại là một trong những cải tiến nông nghiệp đến từ Hà Lan đang được áp dụng để trồng rau tại trang trại thẳng đứng GrowGrace ở Singapore. Với diện tích chỉ gấp rưỡi một sân bóng rổ, nhưng mỗi năm trang trại cung cấp ra thị trường 33 tấn rau xanh. Sản lượng này cao hơn khoảng 4 lần so với các trang trại trong nhà thông thường. Hiện các trang trại đô thị ở Singapore đang hợp tác với Hà Lan để phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Chúng tôi trồng cà chua, xà lách và nhiều loại rau củ khác nữa. Là nước xuất khẩu nông sản lớn thứ hai trên thế giới, dù có diện tích không quá lớn, nhưng Hà Lan sở hữu các giải pháp hiệu quả không chỉ trong canh tác mà còn trong phân phối nông sản. Với công nghệ mới từ Hà Lan, phần lá rau bên trên được giữ cho tuyệt đối khô thoáng và không khí xung quanh lá cũng được kiểm soát chặt chẽ nhằm ngăn chặn sự phát triển của nấm. Quá trình canh tác cũng chủ yếu dựa vào nước mưa được hứng và trữ lại nên đảm bảo tính bền vững. Chúng tôi hợp tác cùng nhau và tập trung nhiều nguồn lực nhằm tạo ra nền nông nghiệp đô thị bền vững và độc đáo, có khả năng ứng dụng tại các thành phố và các siêu đô thị, và trước mắt là áp dụng luôn ở Singapore. Việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao cũng là ưu tiên hàng đầu của giới chức Singapore nhằm đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho quốc đảo này. Chính phủ đã cam kết đầu tư hơn 50 triệu đô la Singapore nhằm hỗ trợ cho khoảng 132 công ty trong nước áp dụng hệ thống nông nghiệp công nghệ cao. Chỉ khoảng 1% diện tích đất ở Singapore có thể dùng cho canh tác lương thực. Các nông trại của chúng ta phải tận dụng triệt để không gian này và canh tác một cách hiệu quả nhất, xét trên khía cạnh môi trường, khí hậu và nguồn tài nguyên. Để giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhập khẩu 90% như hiện nay, chính phủ Singapore mới đây đã đề ra chiến lược 30-30, có nghĩa là tự đảm bảo 30% nhu cầu về thực phẩm vào năm 2030.